Thực đơn cuối tuần hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các bạn món bò kho nha các bạn. Bò nạm kho. Mình kho với rau củ và ăn kèm với mì vắt, hủ tiếu, bánh mì. Các nguyên liệu gia vị thật đơn giản sẵn có tại nhà. Mình sẽ ướp kho bò. Không cần phải gói gia vị bò kho nhé các bạn. Mình ướp rất là đơn giản. Để cho ra món bò kho ăn rất là ngon, mình sẽ kho với nước dừa và rau củ, ăn kèm với mì, bánh mì, hủ tiếu, rất là ngon. Gia vị thơm là ngò gai. Ở đây thì mình có 1kg sáo nạm sườn bò. Sườn bò đó các bạn, người ta cắt cái nạm thịt bên cạnh sườn thì mình kho rất ngon, rất nhiều thịt và mỡ thì cũng rất ít, rất ngon hơn là mấy nạm khác. Nạm này thì mình dặn người ta mới chừa cho mình. Mình sẽ mua về và sơ chế rửa cho sạch. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào 2 muỗng rượu trắng. Sẽ cho thêm vào một ít gừng đập dập. Và một ít muối bọt. Sau đó thì mình sẽ bóp lên. Bóp cho thấm thịt. Rồi mình sẽ xả nước nhiều lần để rửa. Còn đây là rau củ, cà rốt, củ cải trắng, sả cọng, củ hành. Sẽ kèm thêm một ít giá để ăn. Ăn kèm hôm nay mình sẽ có mì vắt, mì trứng, hủ tiếu, bột lọc đó nghe các bạn. Và bánh mì. Tùy theo mỗi người thích ăn với bò kho món gì thì ăn cũng được. Mình sẽ có một hũ sa tế tôm, ngũ vị hương và cà ri. Đó là những nguyên liệu cơ bản. Sau khi bóp xả bò rửa cho sạch thì mình sẽ cắt từng miếng vừa ăn như thế này. Sau đó mình sẽ chuẩn bị ướp. Mình sẽ múc khoảng 2 muỗng canh lưng. 2 muỗng canh lưng sa tế tôm. Mình sẽ cho vào thịt. Gói cà ri mình sẽ chia ra phân nửa, là một muỗng canh. Mình chia ra phân nửa, mình sẽ ướp vào thịt. Còn phân nửa lúc nữa mình sẽ xào lên. Ngũ vị hương thì mình sẽ rắc xương qua, không nên cho nhiều, sẽ bị đắng. Mình rắc xương qua như thế này là được. Mình sẽ trộn lên. Sau đó thì mình sẽ cho vào 2 muỗng canh nước mắm. Các bạn không cho muối nha. Cho muối sớm lúc này thì thịt sẽ bị dai. Đường thì mình sẽ cho 4 muỗng cà phê. Hạt nêm mình sẽ cho 3 muỗng nhỏ. Bột ngọt thì 2 muỗng nhỏ. Sau đó mình sẽ trộn lên, trộn thật đều cho gia vị thấm.
Sau cùng mình sẽ cho một ít hành tím băm và tỏi băm. Đây là những nguyên liệu để mình nấu sả băm và gốc sả gừng. Lúc nữa mình sẽ cho vào xào với thịt. Đầu tiên mình sẽ ướp hành tím băm và tỏi băm thôi. Mình sẽ để thịt cho thấm một lúc, rồi mình sẽ bắt lên một cái chảo và mình sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho hành tím băm, tỏi băm, sả băm, gừng đập dập và sả cắt khúc vào để mình xào cho vàng thơm lên. Sau khi nguyên liệu vàng lên rồi, thì còn lại nửa gói cà ri lúc nãy mình sẽ cho vào để xào thơm. Sau khi xào cà ri lên thơm, thì mình sẽ bắt đầu cho thịt đã ướp thấm vào để xào. Xào cho săn lại, cho thấm miếng thịt. Xào thịt săn lại là được. Rồi mình sẽ chuẩn bị dừa. Đây là dừa tươi của nhà mình trồng đó các bạn. Mình sẽ chặt ra. Dừa rất là vừa ăn, như thế này thì nước rất là ngọt nè các bạn. Mình sẽ chặt ra vài trái dừa cho vào nồi. Và sau đó mình cho thịt đã xào săn vào. Mình sẽ cho nước dừa xăm sắp như thế này nha các bạn. Hôm nay dừa nhiều nên mình sẽ cho hết toàn bộ là nước dừa. Nếu ít thì các bạn sẽ pha thêm nước lọc. Mình cho nước ngập xăm sắp như thế này và nấu cho sôi lên.
Khi nước sôi lên thì mình sẽ bắt đầu gấp những cọng sả ra ngoài. Nấu cho sôi lên cho thật mềm nha các bạn. Khi nước sôi mạnh thì mình sẽ đậy nắp hầm. Như những lần mình chia sẻ cách hầm thịt với các bạn, đậy hầm lại cho thịt mềm. Còn đây cà rốt và củ cải trắng, mình cắt khoanh như thế này. Vì hôm nay mình bận nên không tỉa bông hoa. Mình chỉ cắt khoanh bình thường. Mình sẽ cho vào 2 muỗng hạt nêm nhỏ. Một muỗng cà phê đường. Món này thì mình sẽ cho hơi ngọt một xíu mới ngon. Sau đó mình sẽ trộn đều lên, cho củ cải thấm gia vị. Rồi mình sẽ để một lúc. Trở lại nồi thịt, mình hầm một lúc, đã đậy nắp, hầm, rồi nấu sôi. Hầm làm sao cho thịt mềm là được. Sau khi thử thịt thấy thịt hơi mềm, thì mình sẽ bắt đầu cho cà rốt vào trước. Củ cải trắng mình để một lúc sẽ cho vào sau, vì củ cải trắng mau mềm hơn cà rốt. Kế đến thì mình sẽ bắt đầu nêm muối hạt. Mình sẽ cho vào 2 muỗng nhỏ muối hạt, muối mình sẽ ướp vào lúc này. Nếu các bạn cho muối sớm quá thì thịt sẽ lâu mềm, các bạn nhớ nha. Đường mình sẽ cho thêm 2 muỗng cà phê nữa. Món này ngọt một xíu mới ngon các bạn. Sẽ cho thêm 1 muỗng nhỏ bột ngọt. Rồi thì mình sẽ cho củ cải trắng vào luôn. Sẽ nấu cho sôi lên cho chín củ cải. Thời gian đợi củ cải chín thì mình sẽ đi trụng mì, mình sẽ bắt nồi nước sôi và mình sẽ bắt đầu cho mì vắt vào.
Sẽ trụng cho mì vắt mềm, sau đó mình đổ ra cho ráo nước, rồi mình sẽ bắt đầu trộn dầu ăn, một ít hạt nêm và một xíu đường vào cho vừa ăn, trộn đều. Hủ tiếu mình cũng làm như vậy. Xong mình sẽ trở lại nồi bò. Bò cũng đã bắt đầu mềm rồi nè các bạn, rau củ cũng mềm. Mình sẽ bắt đầu cho củ hành trắng, cắt muối cao vào. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Mình nấu, nếu mà các bạn muốn sánh lại ăn với bánh mì thì các bạn sẽ cho một ít bột năng vào nhé. Hôm nay mình sẽ chan nước với mì hủ tiếu, nên mình sẽ để nước nhiều và nước trong như thế này, vì mình không thích ăn sánh lại nên mình sẽ để tự nhiên như thế này, cần nhiều nước để chan mì và hủ tiếu. Các bạn sẽ dùng bò kho này với ngò gai cắt nhỏ và ăn kèm với tương xay, tương ớt, chanh. Mình mời các bạn dùng bò kho với nhà mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình.